Cậu đi đâu thì buổi sáng giờ đi đâu? Thấy lễ đâu? Ôi, cô lễ gì đó. Vô sao? Bây giờ tính. Đợi bây giờ đến thấy kèo hết. Một trong những giải pháp mà người ta ta dùng á, đối với kè là mình có thể chia ra hai nhóm, một là kè cứng, hai là kè mềm, đúng không? Cứng nghĩa là sao? Cứng nghĩa là chúng ta phải đưa bê tông vào nha, và phải giữ lại, giữ cái khối bên trong cho trượt khối gì, để giữ lại khối bên trong, không cho cái kè này bị gì, bị trượt. Như vậy thì khi đưa bê tông vào, mình phải đưa cho đủ để nó không trượt. Đủ là sao? Thứ nhất là cái phần mà mình đưa vào á, nó phải nằm vượt qua mặt trượt. Nên chiều dày của cái tường trắng tối thiểu nó phải sao? Nó phải lớn hơn cái cung trượt. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai là bây giờ đất mà bùng lớn quá thì để giữ được cung trượt lại phải phát sinh thêm thằng là giữ cái tường trắng, đúng không? Thì cái phần đó, cái việc đưa bê tông vào thì nó giống như là cừu lạc sen của mình bữa giờ đó, đó là tường cứng. Bây giờ mình cứ cũng mô hình vào, đưa mô hình vào, nhưng đây nó là một giải pháp tường mềm. Tường mềm là sao? Là cho phép cái anh này chuyển vị lớn. Tường cứng là mình lại gì, khống chế chuyển vị. Cái nhà của mình, nhà cao tầng của mình cũng vậy, nó cũng có hai giải pháp chống lại cái dao động và lực động đất. Thứ nhất là nhà là cứng, nghĩa là kết cấu phải đủ cứng để khi xảy ra động đất nó vẫn còn chịu được, thì tất cả nó đều khống chế bằng gì, chuyển vị. Còn nhà mềm là sao? Ta đưa vào các kết cấu kháng chắn, ví dụ như cái chân, cái liên kết giữa móng và gì, và cọc bên dưới á, là liên kết có cái gói đệm cao su ha. Đó là một giải pháp. Hai á là gì, ví dụ như anh thấy cái lăng mát 81 của mình á, tại sao nó có cái khối tháp ở trên đỉnh? Cái khối đó không phải để đẹp đâu, cái khối đó là cái giải pháp kháng chắn, đặt cái cục thép đó lên để điều hòa cái gì, điều hòa dao động, hiểu thế không? Rồi nếu mà em thấy được nó thì em thiết kế rồi. Hiểu thế không? À, cái khó đó là khó điều hòa dao động nha. Mỗi công trình nó có một cái đặc điểm riêng. Ví dụ như những có một số công trình ở nước ngoài nó sẽ đặt ra những cái vòng tròn thép đặt lõi công trình. Khi dao động qua vòng tròn lắc qua lắc lại ha. Một dạng nữa là đặt bể nước trên máy để điều hòa dao động nha. Được chưa? Nó như nghĩa là nó có rất nhiều giải pháp cứng và mềm, miễn sao là chúng ta phải mô phỏng nó được. Thế đây á là giải pháp mà tôi đang nói, đó là giải pháp mềm kè cho phép chuyển vị, nghĩa là mình không khống chế chuyển vị nữa mà mình cho nó chuyển vị. Và cái đất có cốt này là bình thường á, mình muốn làm cứng á thì cái giới hạn đây là chuyển vị đỉnh dịch ngang của cái tường này nè, nó không được quá 3 xăng, tối đa là 5 xăng, hiểu không? Nhưng cả cái hệ mà mềm này á, người ta cho lún đến 1 mét. Cứng á thì mình phải đi giới hạn về chuyển vị, tại như tôi nói anh chị là đàn hồi mà, phần mềm mà nó tính đó nha, đàn hồi là có đàn thì nó có hồi, nghĩa là chuyển vị bao nhiêu nó cũng tính được chứ. Nhưng mà nó đến đây là ở ngoài thực tế nó bay mất tiêu rồi. Nên có những chuyện là mình dùng kè cứng là sáng hôm nay á, tối hôm nay mình về sáng hôm sau mình không biết nó đâu luôn, cho thời lặn xuống cũng không thấy nó luôn. Đó là nó bị gì? Nó trượt nguyên khối, đúng không? Tại vì khi mà làm theo nguyên pháp cứng á, là khống chế về gì? Chuyển vị. Như cái hình nãy cái đất của mình đó, nó hai loại đất tốt thì chúng ta làm sao? Vượt quá đây, trượt mất tiêu, nó còn thua đất yếu nữa. Còn mềm là sao? Mềm là tận dụng khả năng của đất.
nó cứ tăng 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 tăng, đúng không? Nghĩa là chuyển vị cho phép lớn, nhưng mà phải làm gì? Kiểm tra ân suất, nắm được không? Và khi mềm á là bắt buộc phải chiều là gì? Là chúng ta phải có cái khâu là gì? Nó lúng nhiều thì chúng ta phải làm sao? Bù lúng. Về tổng giá trị bù lúng và giá thành thì nó sẽ rẻ hơn so với gì? Cứng. Được chưa? Như vậy thì phương pháp này là ông này ông vừa muốn, ông vừa muốn là mềm, mà vừa muốn khống chế luôn chuyển vị, nên nó làm sẽ làm ở dưới này là cọc xi măng đất, ở trên này là tường đất có gì, có cốt, ở ngoài này nó đặt những cái tấm bê tông đúc sẵn để nó tạo tạo phẳng, nhận lắp ghép rồi. Nha, ví dụ như á là anh chị thấy mấy tấm này không? Mấy tấm này tấm bê tông đúc sẵn neo trong đất nhiều lắm, và thế giới người ta dùng cái này rất nhiều. Và tất cái phương án này là phương án cho cái gì đây, cái tuyến đường sắt ngoài Hà Nội. Ví dụ như thế này ở nước ngoài nha, để làm cái cầu này, để làm cái cầu này, làm cái cầu qua đây nè, thì người ta là chỉ có là đúc cái cục này là cứng thôi, trong này là giải pháp mềm, không có rỗng, tức là mấy cái tấm bê tông này mặt ngoài trong đây là đất. Còn Việt Nam á là làm gì, nguyên cái đống này là bê tông hết, đúng không? Nó chỉ tạo cái mặt này thôi, tức là cái gì đây nè, đất không cốt, nghĩa là à nó sẽ có một cái lớp bên ngoài để làm cứng ổn định, đúng chưa? Rồi giữa này nó sẽ có những cái lớp gọi là lưới FV, hoặc là neo trong đất, hoặc là cáp, như Rayshinet nó đang làm là cáp, được chưa? Như vậy thì ở đây nó đắp lớp đắp đất, như vậy cả cái khu này là đất, ở đây trên này là đường đúng không, nó chỉ làm mặt này mặt đường, hiểu tôi nói không? Như vậy là giải pháp là vừa mang cái tính kiến trúc, vừa mang cái gì, tính kinh tế nè. Ví dụ như anh chị thấy nè, làm cái này Việt Nam mà trong đầu là luôn luôn suy nghĩ là bê tông, đúng không? Đó, làm bê tông nên chi phí của mình đội lên sao rất là cao. Nó còn người ta này làm này cao này, nó lên thấy không, ở trong nó vẫn là đất, thêm mấy cái cốt thôi. Đây những cái kè đấy, kè nè, nó cho lúng cả mét mà, hiểu tôi nói không? Độ lúng nó cho cả mét nha. Nếu mà thuận lợi thì cỡ 3 năm nữa mà anh chị ra Quy Nhơn, nó có bánh tàu Quy Nhơn là cái kết cấu thôi, còn này Rayshinet nó làm à. Nghĩa là đang đưa nó vào rồi. Như vậy thì là cái việc thi công nó cũng không phải phức tạp. Thi công của nó là chỉ cần công nhân thôi, máy móc thiết bị không cần gì lớn, chỉ cần một cái máy đào. Ví dụ nha, nó làm được cái cục này đúng không, thì nó chảy một cái lớp lên đây, nhân công thủ công, lớp này chảy xong máy đào đào lên, đào lên tới đây, nó lại nó cũng chỉ là neo đó, như đất này đất có gì, đất có cốt dẫn lên tới đây, thì chỉ cần một cái máy để làm gì, nâng cái tấm này, tấm nhỏ mà, những tấm hình vuông này nè, đó, được chưa? Đây là vải nha. Có nghĩa là nó đắp lên từng lớp, mà mỗi lớp nó là có gì, có cốt, thay vì là mình phải xây một cái tường trắng. Ví dụ như ở đây Việt Nam mà làm là người ta sẽ xây một cái tường trắng, một cái bè bự gì đúng không, nó xây một cái bè bự như vậy, rồi người ta lại vác lên đây, đúng không? Tường chắn bự rồi mày muốn đổ gì đó mày đổ này, bơm vô, ta xây cái này bự lắm rồi, chống lạc chống hết này không, người ta là cái gì, tự bản thân thằng này nè, đây cung trường này thấy không, nó giữ trên đây, được chưa? Do trọng lượng bản thân của thằng đất nó giữ ngoài đó, thì đó là giải pháp, hoặc giải pháp mềm nè, thấy không? Bạn có thấy gì đâu,
một xe lù công nhân, không phải bê tông, mấy kia là đút về rồi, đút sẵn trở lại, đỡ phải đổ bê tông nữa, chi phí rẻ, đỡ đóng cốt pha, đúng không? Bảo vệ môi trường. Gì? Neo vào đó, không có dưỡng lực. Nó là một nhợ dây cáp. Hoặc là những cái tấm bãi địa này nè, đúng không? Đây là người ta đang làm mà tấm bãi địa. Thì á là cái gì? Đây nó tính, nó không tính bằng la xít mà tính bằng rêu 5. Nó cũng mô hình vậy thôi, đó, từng lớp, từng lớp, từng lớp. Được chưa? Có hoạt tải ở trên, nếu có đó. Tính cũng được, miễn sao thở là được. Bây giờ mình làm cái bài này. Cái bài của mình á, thì ở dưới này nó có là xi măng đất. Có nghĩa là cái tường này nè, không có xi măng đất dưới này được không? Được, nó cho lún 1 mét mà. Nhưng mà trên này ta làm công viên sử dụng, ta không muốn bù lún sau này. Hiểu thế không? Cái chuyện mà bù lún á là chuyện không ai muốn nha. Nhà hoàn thiện rồi làm sao vô bù, đúng không? Dùng nhà xưởng bù lún bù sao? Kêu thằng ơi giác hết máy ra tháng đi rồi tao bù lún cho mày thì cũng không được đó. Thì như vậy là khi mà chúng ta chống hết cái lún thì chúng ta không cần bù. Thì đây dưới này ta sẽ làm là xi măng đất để khống chế đồ lún, được chưa? Như vậy thì mình phải nhập vô cái xi măng đất hoặc là nhập vô cái gì. Thường á, những kè kia người ta dùng là cừ tràm, mà cừ tràm thì nó chỉ có mấy mét thôi, 4 mét. Cách làm cũng sẽ giống như vậy. Thì mô hình mà xi măng đất này nó có hai loại la xít. Thứ nhất á là dùng cái lớp tương đương, đúng không? Tương đương. Như vậy thì ví dụ ông làm cừ tràm đến đây thì mình cũng là dùng cách này là lớp tương đương, chứ mình không thể nào mình đi rảnh mình vẽ từng cây cừ. Cây xi măng đất á nó bự nên người ta mới vẽ được, hiểu thế không? Còn mà cừ tràm á là người ta chỉ dùng lớp tương đương thôi. Như vậy thì mình phải đi tính là làm sao tính nó tương đương, được chưa? Đó thì mình phải có là bao nhiêu cây mình bố trí, mình nhập vô, tôi sẽ cho công thức để tính. Như vậy thì để làm bài này để làm bài này nha, thì chúng ta phải mô hình nó, phải vẽ ra được cái này ở trong đâu, trong CAD. Thì mình làm gì? Import vô rồi. Ghê hơn nữa là giờ này cũng chưa có CAD sẵn, mình chỉ cần lấy cái hình thôi, mình đưa vô CAD, mình keo đến cái tỷ lệ nó đúng, đưa nó vô, được chưa? Để làm việc là cái bề cạnh này nhiều, các cạnh này rồi dục nó vô đâu, dục nó vô két. Chúng ta dùng cái mặt cắt là cầu cá chê nhỏ, rạch cá chê nhỏ, hoặc là cũng không nhất thiết là phải là rạch cá chê nhỏ. Ta tạo một file mới đi, bấm cành cho anh gì, nhìn về ra cái bức ảnh, đúng chưa? Thì chúng ta muốn vẽ dựa trên này thì cái ảnh này nó phải đúng với kích thước mà chúng ta muốn vẽ. Như vậy thì cái kích thước đó nó sẽ phụ thuộc vào cái chiều dày của lớp đất. Ở đây á, đây đất đắp thì không nói rồi. Thì trên cái thuyết minh nó cũng có ha, chúng ta. Đây là phương án nè. Được chưa? Ở trên này là cộng 2.5. Ở đây là 0.7. Cái chiều cao của cái kè từ đây lên đây là nhiêu? 5 mét. Được chưa? Ở những cái chỗ này nó sẽ có một cái gì? Cái gọi là neo trong đất, là dãy neo nè. Được chưa? Vậy mình biết được từ đây lên đây là mấy mét? 5 mét. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng một cái lệnh là cái gì? Dùng lệnh là line. Nhìn chưa? Đơn vị chúng ta là mét thì chúng ta cứ vẽ cái đoạn là 5 trước đi. 5. Đây là 5 mét nha. UN. Chúng ta chọn đơn vị nó làm gì đó. Mét. Ok. Rồi.
Vậy thì cái hình này nó phá làm sao? Nó nhỏ lại. Nhỏ lại sao mà được cái gì? Thì cái đoạn này là 5m. Rồi nó nhỏ lại. Tôi mua cái đoạn này qua đây. Tương đối mà, tôi đang tương đối để tôi lấy kích thước rồi. Sau này tôi vẽ tôi chọn đúng hơn. Được chưa? Như vậy thì á là từ điểm này đang là nhiêu? Hai mươi. Vậy mình keo cái hình này là nhiêu? SC nha. Chọn cái điểm này là 20 chia 5 là mấy? 5 chia cho 2 gì? 10. Được chưa? Như giờ mình mua cái thằng này qua thì mình sẽ thấy là thằng này được mấy? Ồ, nó bự hơn. Ở vừa nè. À, vừa vừa như là được. Được chưa? Rồi. Giờ mình mới đưa cái việc đó là cái gì? À, góc tọa độ đặt đâu? Mình muốn góc tọa độ đặt đâu? Thì giờ tôi inbox qua mà tôi muốn đặt đâu cũng được. Thì thay tôi đặt đây đi. Nằm dưới, đúng không? Like. Không phải mấy? Không. Được chưa? Cái chuyện này á là chỉ có riêng cái bài này thôi, chứ thực ra mình làm lúc nào cũng có là gì? Phải có phương án rồi mình mới làm gì? Là shit. Hiểu tôi nói không? Còn này vô tình á là phương án là nó không có, nó chỉ có cái hình này thôi. Thì mình bắt buộc mình mới đi làm cái việc này. Nhưng mà mình vẽ là để định hướng gần đúng. Chứ không phải là vẽ để cho nó ra được giống cái hình này. Kích thước nó vẫn giống như thực tế của mình, đúng không? Thì đầu tiên nè, không không đang nằm đây. Được chưa? Tôi cũng phải đi làm cái việc đó là cái gì anh chị? Đi tính điều kiện biên. Cái bài này là kè đúng không? Đây là kè. Rồi, như vậy thì tổng cái bên này là người ta đang làm là bao nhiêu? 65,29m là 65m. Từ đây đến cái biên này là bao nhiêu? 25m. Có nghĩa là kè của mình á, mình đang quan tâm nè. Cái thằng này bề rộng của cái kè là 5m, chiều sâu này là 5m. Đúng không? Như vậy thì người ta đang gia cường đây thì bắt buộc nó phải đi xuống dưới này rồi. Và tôi nhìn nó có à, cũng không có gì. Rồi. Như vậy thì bên này nè, cái bên mà lắng ra đây nè, phải lắng ra bao nhiêu? Thì 5m người ta đang lấy là 5 lần. Mà bữa mình học là mấy lần thôi? 3 đến 5 lần cái này, đúng không? Còn cái phần dưới này là do nó có xi măng đất nên nó phải đi sâu hơn nữa. Đây. Được chưa? Còn qua bên đây thì nó đang lấy đến là 65. 65 do tối thiểu nó phải lớn hơn cái phần chiều sâu gia cường đến 2 lần. Được chưa? Rồi. Như vậy thì mình chấp nhận luôn, cứ nghĩa là vẫn y như cái bài mà hôm bữa mình làm á, nó cũng là tường trắng thì mình cứ đi xuống nhiều lên nhiều, được chưa? Rồi, như vậy mình vẽ kích thước đúng của anh này là mình cho nó là 65. Điểm 00 qua đây bằng mấy? 65. Được chưa? Đi xuống đây. À. Đi xuống đây mình cho nó là 40 đi. Cho nó lên 40m. Được chưa? 40m thì hơi dư, thôi kệ nó, mình cứ tạo một đường 40 trước cái đã. Nắm được không? Bây giờ địa chất như thế nào thì mình phải đưa vào như vậy. Rồi, đây chỉ mới là biên mô hình thôi nha. Rồi, cái chỗ này á là địa chất nè, cầu rạch cá chơi nhỏ nè, nó hơi nó đây nó thẳng nè, hơi cao một chút đi xuống, được chưa? Thì mình có thể lấy cái biên này đi qua, nhưng mà cái biên này là do nó bị ngược nên nó mới gì nè. Mời đi.
Thì chơi tôi bỏ mấy cái anh hách này đi, tại vì qua cái mô hình của tôi là nó đâu có dùng được, đúng không? Rồi, nhưng mà trước khi copy qua tôi lại phải tự đặt câu hỏi là à cái này đang tỷ lệ nhiêu, tôi phải đi nữa hay là 5m nó có ra số 5 hay không, nó ra 10, như vậy tôi phải keo nó về máy 11 SC Enter, này là nhiêu, là 5 là chia 2, 1 chia mấy, chia 2 tôi kiểm tra lại là 0 đến trừ 5 nè, DI này là 5, đúng chưa? Rồi tôi xóa hết mấy cái lớp này hoặc là để qua đây tôi nhớ cũng được, bấm Ctrl C hoặc là Ctrl Shift gì, Shift C, được chưa? Qua cái row win 1 tôi bấm Ctrl gì, Ctrl V. Giờ hồi nãy tôi bấm cái điểm này thì nó đang nằm đây, để đại nó qua trước đi nha, được chưa? Cái mà tôi đang muốn là cái cuối, cái đỉnh này nè, nó đang là điểm ở trên này nè, hiểu tôi không? Nè, nó đang mô hình, tại vì chỗ này nó cao hơn, nó đang mô hình phẳng, thực ra nó là như vậy, được chưa? Và cái khúc mà ngóc đầu xuống này là khúc gì? Khúc kè, đây là đường hiện trạng, đây là đường kè, được chưa? Rồi, tôi chỉ copy cái đoạn này vô thôi, CO. Đây là cái khúc mà nó ngóc đầu lên nè, tôi đưa nó vào, đưa nó vào đây là cái đỉnh của kè, đúng không? À, cái đường hiện trạng, cái đường hiện trạng của tôi là ở đây, nó chỉnh một chút, nó cũng phải, nó đi đào cái này là đặt đá này xuống luôn. Nhớ nha, đây là cái đường hiện trạng nè. Nó không có ngược, nó đúng. Đây là cái phần cuối của cái đường. Đây nè, nè nhìn nè. Cái đây là đất đúng không? Khi mình tôi đặt vô đây. Đó, thì anh thấy là à đất. Cái phần này là nó phải nạo vét đi để nó đặt cái lớp con cốt vô, đúng chưa? Thì bước 1 của nó sẽ làm gì? Nó nạo vét theo cái đường này, rồi sau đó nó mới đặt gì? Nó đặt cái lớp có cốt vào, được chưa? Đó, thì thi công đây là địa chất tự nhiên, cái mà người ta muốn là đắp lên. À chưa, sai. Mô inter B inter. Đây, nó là cái điểm này chứ không phải điểm này. Đây, cả cái nền của mình nó đang nằm ở đây nè. Nó nằm ngang với cái đường này nè. Đầu tiên nó sẽ đắp lớp đất đắp lên đây, hiểu tôi nói không? Đây, rồi đó, nền nè, cái nền tự nhiên của chúng ta nè, đây người ta đang thí nghiệm nè, có đất đắp chưa? Chưa đó, trên này nó có đất đắp gì đâu. Đây này, cái mà các cá chơi nhỏ nè, hồi nãy mình xóa ở đây bên đây, đúng không? Nó không có đất đắp gì hết, trên này vẫn là lúc bùn luôn, thì chỗ này người ta mới đắp lên, thì hiện trạng nó đang nằm đâu? Lớp 1, đây, đúng chưa? Cạnh đây là một cách ngang, cách dọc, cạnh chưa một cách dọc, một cách ngang, sao không một cạnh thôi được? Cách dọc, cắt ngang, cắt dọc là sao? Đây, về cá chơi nhỏ, cái này là cắt gì? Cách dọc. Đây là cắt dọc. Cắt dọc thì sao? Cắt dọc thì nó cũng phải cắt qua bờ sông chứ? Đúng rồi, nó đối với mình mà cái dọc thì cả khả năng nó đi dọc bờ á, nhưng mà khả năng nó đi từ bờ sông lên. Vậy phải coi tổng mặt bằng. Đúng. Tổng mặt bằng thì nó lại không biết có không. Đây mặt cắt địa chất, nó cắt qua kè. Nó cắt qua kè trong này nó chứ. Đây. Đấy nè.
Đây đúng không? Đây là đường tự nhiên nè. Đó. Nó phải nâng cái nền lên rồi tạo lên. Thì cái của mình đang làm á là nó cắt ở đâu? Ông này là ông phương án 1, ông là gì? Tường bê tông rồi sau đó ông sao? Ở trong nó cũng là trải vải địa từng lớp từng lớp. Mình đang đi ở đâu? Để kiếm cái nào mà cắt thẳng đứng chỗ. Phương án cũ nha, tức là nó có hai phương án, một phương án là cứng, một phương án là gì mềm. Mình coi mình đang ở chỗ nào, tại vì phương án nào cũng vậy, đó là cái lớp đất đắp nó phải cao lên mấy mét, 5 mét. Mình đây à, hố khoan nó đang dọc. Nó đang là cắt dọc bờ sông đúng không? Bây giờ phải kiếm cái mặt cắt ngang bờ sông. Từ từ phải coi thuyết minh nha, nó là dọc tuyến cầu, nó dọc tuyến dọc bờ sông, được chưa? Mình phải coi á là gì, phương án kè đó là phương án nào. Đây là cái tuyến con sông của mình nè. Ở đây nó có một phương án kè, đây là chỗ này nè đúng không? Đây 2 nè, cộng 2.5 nè, đúng chưa? Đây là đường nước nè, rồi đây cái đường gì đâu, à cái đường hiện trạng của nó là đường nào, đắp làm nền công vụ mặt đường tự nhiên. Rồi rồi, đường hiện trạng cầu cá chê nhỏ. Đây nó không giãn đường hiện trạng nè. Đây đường hiện trạng là đường này nè, đường mặt đất tự nhiên nè, thấy không? Rồi rồi rồi, copy cái này lại, nhưng mà y như nãy thôi. Muốn copy thì chúng ta phải làm sao? Mình phải đo DI của nó, đo tại vì thường á bên đường á với bên kè là người ta dùng đơn vị cm. Ví dụ như anh đây là 1000 thì mình phải đo nó là bao nhiêu? Nó là 10. Như vậy thì mình phải scale nó về 0 chấm mấy nữa. Scale nó 0.1 nữa, đúng không? Nhưng mà cái mình đang làm là mình chỉ cần lấy cái đường gì thôi. Đây nè, đường tự nhiên thôi, mà mình thấy nó cũng là. Và cái đường tự nhiên này sau này người ta mới làm gì? Nạo vét. Cái phần này nè, cái phần từ cộng 0.5 đến trừ 2 này là phần nạo gì? Nạo vét, đúng không? Và trên này, bên đây là người ta lại đắp thêm nữa, sang nền nó sẽ sang lên 2 mét, là cộng 0.5 là 2. Thì thôi mình cũng nắm hết rồi, giờ mình qua đây, đúng không? Đầu tiên mình phải đi làm cái đường tự nhiên. Thì giờ mình lấy cái đường mà mình đang giả định này là đường tự nhiên cũng được. Và mình phải hiểu đầu tiên là từ đây lên đây là mấy mét? 2 mét. Và cái đường tự nhiên của mình á là ở đây nè. Ví dụ cái đường này đi, thì một tí cái đường này không nhất thiết nó phải cong về, nó chỉ là đoạn cuối của cái kè thôi, nó cũng là gì nè, hiểu tôi nói không? Thì mình thích á thì mình dùng cái đường này luôn cũng được, còn không thích á là mình cứ vẽ một đường gì thôi, đường nằm ngang. Hiểu tôi nói không? Ở cái cao độ là bao nhiêu? Cộng 0.5, đúng không? Đây đường tự nhiên này, qua đây nè, đây là cộng 0.5 nè, là đường tự nhiên, đúng không? Được chưa? Hoặc là anh chị muốn nó là không cũng được, nó là chỉ là con số thôi. Mình muốn tự nhiên nó là không thì nó là ở cao độ là mấy? Là không.
mình lấy cái các cái lớp địa chất chung chung nhau giờ vậy nha. Được. Không cần copy nó vô đây. Bây giờ chúng ta rõ rồi cái gì? Như vậy thì đầu tiên á là cái hình này nè. Đây không không đây đúng không? Mình phải mua nó lên nhiều. 2. Cái đường tự nhiên lai không phải gì? Phải không ở đây. Đây là đường tự nhiên, mình cho nó là màu vàng chẳng hạn. Màu đỏ đi. Được chưa? Đây là đường tự nhiên. Như vậy thì đây. Mặt cắt này, anh này chiều dày là bao nhiêu? 16.9. Đúng chưa? Thì mình offset ông này xuống nhiêu? 17 ha, 17. Offset cái anh này xuống 17. Và mình cũng chỉ cần đi đến cái biên này thôi. Cái đường màu đỏ này nè. Đi đến cái biên của cái ông mà đường này nè. Thôi bây giờ dục cái hình này luôn cũng được. Bây giờ mình hiểu rồi. Mình chỉ vẽ thôi. Được chưa? Không cần phải làm mờ. Rồi. Mình đưa vô để chẳng qua là mình tìm cái vị trí thôi. Đúng không? Đây là không. Cái đường màu đỏ này là đường gì? Đường đất tự nhiên. Cái lớp đất thứ nhất là nó 17, lớp set 17. Ta đường lớp thứ nhất, đúng không? Qua đây. Đây là 20, 23, 29. Đúng không? Rồi, mình offset. Offset 2 mấy? Offset 20. Offset 23. Offset 29. Là mình ra được đường gì đây? Đường tự nhiên. Đúng không? Thì trong đây á, thằng cái người thiết kế này người à, cái đường tự nhiên nó lúc nào nằm ngang nè. Ở đây người ta muốn cho cái kè này 2m, nhưng mà chỗ này nó lại cao hơn nữa. Chỗ này nè, nó lại muốn cao hơn góc 1.5. Hiểu tôi nói không? Cái người đang tính á, là người ta không có làm cái phần này nó phẳng luôn. Mà ở đây nó cao lên thêm 1.5 thì nên trên cái hình này nó có vậy thôi, còn mình thích thì mình làm, không thích thì thôi. Đây là góc 1.5. Nhưng mà tổng cái chiều cao anh này là mấy mét? Đây là phương án nè, cái hình phương án nè. Đúng không? Ở đây nó phẳng luôn và nếu mình làm theo phương án này thì quên đi cái việc là ấy, mà mình chỉ cần biết là so với cái cộng 0.5 này là nó lên mấy mét? 2m. Mình đang lấy cộng 0.5 tự nhiên trong mô hình mình là 0.0. Nên này mình phải offset lên mấy mét? 2m. Đúng chưa? Rồi. Chỗ này mình sẽ offset lên. Offset lên là mấy? Là 2. Đúng chưa? Đây là cái phần này là phần gì? Phần sang nền. Rồi. Phần sang nền. Rồi, vị trí mà mình muốn mô hình á, hồi nãy có phải là từ đây nó cách vô đây là 25m không? Rồi, mình lại offset cái ông này vô là nhiêu? Offset là vô 25, offset 25. Được chưa? Đây là cái ranh giữa cái kè và cái nền. Rồi, tiếp tục, tôi lại coi bên đây. Coi bên đây là anh này ông sẽ bị là cái gì? Ông sẽ bị là nhảy đào xuống, nạo vét xuống là âm 2. Nạo vét xuống âm 2 thì trên lệch cốt của này là 2.5m. Rồi xuống dưới thảm đá nữa. Nó phải nạo vét xuống thảm đá nữa. Đây đáy thảm đá là 2.5m. Vì có thể là nạo vét đến 3m nha. Rồi sau này người ta làm thảm đá là chuyện của người ta. Có nghĩa là lúc mà thi công là nó phải là âm 3. Được chưa? Vì phải offset cái ông này xuống mấy?
3. Được chưa? Như vậy nè, đây nè. Bên này là cái thằng ông này là ông bị gì? Săn lấp, đắp lên. Không, đường tự nhiên vẫn là đường màu trắng, chia ra hai đường. Này nó trùng nhau, nó bị trùng màu. Được chưa? Màu trắng này hai đường. Cái đường, cái ô này sau khi mình mô hình xong mình lại tích vô để nó làm sao? Nó bị đào đi là nạo vét. Được chưa? Địa giác thì nó là như vậy. Như vậy thì bước này là chúng ta mới xong cái việc gì thôi? Tạo cái mô hình địa chất và mô hình gì? Mô hình kè. Được chưa? Thì quay ra tay bài tiếp. Giờ trong cái kè này nó có cái gì? Đây. Thứ nhất á là người ta sẽ làm cái phần này. Là mặt ngoài cùng của nó là cái tấm. Cái tấm này nè, tấm tường nè. Em mặt ngoài cùng nó là tấm này, tấm đúc sẵn nè. Tấm đúc sẵn này người ta chở lại. Và thường nó là tấm lục giác. Đâu rồi, cái hình tấm lục giác không? Đây, là tấm này nha. Tấm hình lục giác luôn á. À, hình lục giác chứ nó không phải hình gì đây. Được chưa? Đó, thì như vậy là trong cái mô hình của mình á, trong cái mô hình của mình thì mình cũng sẽ mô hình cái tấm đó. Sao mình cũng được tỏ luôn như vậy? Hả? Sao mình cũng được tỏ luôn như vậy? Mình dùng cái tấm to với tấm nhỏ nằm ở chỗ là cái gì? Mỗi lần một đợt đắp của tôi á, là mỗi đợt nè, đợt 1 đúng không? Ừ. Là tôi đắp nó lên là 0.25. Rồi thì tôi gắn cái tấm này vô thôi. Được chưa? Nhất dễ vận chuyển. Thứ hai lục giác nó ghép lên mặt, tạo nó hình gì cũng được, hình vuông cũng được, hình lục giác được, miễn sao là nó ghép lại tạo mặt. Ở đây anh muốn làm gì màu sắc làm sao anh cứ design trước hết. Tôi ghép vô xong là ra mặt ngoài đẹp luôn. Như vậy thì cái đoạn này nè, nha, lớp bê tông phẳng nè, levelinat là cái để tạo cao độ. Thì trong Lasit mình giờ mình tự đặt câu hỏi là cái này mình dùng phần tử black hay là phần tử đất hay là phần tử gì? Hiểu tôi nói không? Cái tấm ngoài này nó chỉ là cái tấm để tạo ấy thôi, đúng không? Thì á, những cái phần như này mình có cho nó chịu uống không? Không, không cho nó chịu uống, đúng không? Nó chỉ chịu gì thôi, kéo nén. Thì tất nhiên là vẽ tấm led vô đây là nó sai rồi, hiểu không? Phương án cũ này là led là đúng nè, phương án kè cứng nè, led nè, led nè, led trên là nó dày bằng chiều dày trung bình của con này. Chứ không chơi plastic nó không làm được led này đâu nha. Rồi led dưới là chiều dày trung bình của con này, được chưa? À, chiều dày của con này luôn là cái bát nè. Rồi còn á, trong plastic với gặp cái phần tử mà kiểu mà lắp ghép gì á thì mình nên vẽ nó thành là một cái đường hai nó, mình gắn cái cục bê tông mình thảy vô. Này bê tông mà, nó chỉ chịu là lực gì thôi, chỉ chịu lực kéo thôi. Mình khai báo phần tử đất là nó chịu chiều kéo, không chịu gì, chỉ chịu lực nén, không chịu lực kéo và lực uốn. Được chưa? Như vậy thì, nhưng ở cái bên lúc mà mình mô hình á thì đây có phải nó là đoạn 5m này không? Đúng không? Cái đường này mình tách ra thành hai đường. Được chưa? Offset cái tấm nó dày á, chừng 100 thôi, hoặc là 50. Chừng tấm nhỏ mà. Tức là cái tấm này nè, mình phải offset nó vô. Ví dụ như tôi nói nó là dày là 100 thì nó là 0 chấm mấy. 1, offset nó vô 100. Tí tôi sẽ lấy gì? Tấm này khó chịu nha. Mình có thể bỏ luôn cũng được, nhưng mà nó khó chịu chỗ là gì? Là chiều dày mỏng khi mình input vô á, nó dễ bị phát sinh lỗi. Hiểu tôi không? Tổng hình tự nhiên nó có này nè, điểm nó bị dễ bị trùng. Nhưng như vậy thì á, là nhìn thấy này không? Thấy không? Đây nè, cái leveling pad á là nó cỡ 150, nó cỡ 200, 150 đó. Thì cái tấm này chừng 100 thôi.
Nhưng mà ngoài này nó là dùng lớp lớp bay. Lớp đá. Đá bay á. Đó thì để giữ đầu neo, có nghĩa là cái neo nó đã neo sẵn vô tấm này rồi. Nó thêm lớp bay nữa. Đúng chưa? Cái lớp bay này nè là nó bao nhiêu? Đây 200 thì này cỡ khoảng là 500. Mình đừng làm rối mô hình, mình làm chích dắt mà, tại vì cái này mình tạo thành mình hai vật liệu đó thôi. Nên mà muốn vẽ chích dắt được không? Được, nhưng mà đừng làm gì mất công. Mình cứ coi này, à lớp này giờ tổng này là 500. Đúng không? Anh này 200, này ra đây 300 là 400. Được chưa? Như vậy thì rồi thôi, thay vì tôi offset một lớp như vậy á, nó có bê tông đá thì tôi xem nó như là đá, tại lớp đó nó đâu có, cái lớp bê tông đó nó chỉ giữ tạo mặt ngoài thôi chứ nó không phải là thằng chịu lực chính. Thì cái anh này tôi sẽ offset vô là nhiêu? 400. Từ từ mình à 400 nó ra tới tuốt miệng ngoài kia rồi. Offset chấm mấy? Chấm 4. Được chưa? Cả cái lớp bê tông mà bay nó là lớp không chấm mấy. Chấm 4. Tiếp tục. Rồi. Mỗi à nó đây là cái lớp 400 này nữa nè. Lớp 400 này là lớp gì? Đầu tiên nó sẽ trải một cái lớp warp rail test tay, là cái lớp vải địa ở dưới cùng. Bọc lại. Lúc nào cũng vậy, tại vì không có vải địa này làm được không? Không, nước. Đúng không? Vải địa để tạo cái mặt cách nước thi công chứ. Rồi sau đó nó lại phải có lớp vải địa thì phải có lớp và bảo vệ lớp vải địa. Nó là lớp filter layer. Đúng không? Bảo vệ nó với lớp cán này nè. Xung quanh đây. Thì cái lớp mà filter này á thì nó cũng là một cái lớp đất thôi. Được chưa? Tầng lọc nè. Đó. Ừ, rồi. Như vậy lớp này mình cho nó 400 đúng không? Rồi, nhưng mà tổng chiều dài từ đây đến đây là nhiêu mét? 5 mét. Đây nè, 7.6, 7.4. 7.4, được chưa? Có nghĩa là từ cái biên cuối của cái anh này. Rồi, 7.4 là ở đây 400 rồi đúng không? Thì vẽ đưa đường này mấy? 7. Lên đây. Được chưa? Lên đây thì cái ông này nó offset vô hay offset ra? Mình đang lấy từ đây nè. Vậy nó lại offset xuống. Đúng không? Offset ra 400 nữa, offset 400. Offset chấm mấy? Được chưa? Đó là tầng lọc, mình chỉ thay đổi vật liệu nó thành cái vật liệu thoát nước thôi. Và dọc cái này nó sẽ có một cái lớp rail test tie, rail rít á, vải địa. Được chưa? Rồi. Tiếp tục, mình mỗi cái anh này nó lại sẽ có một cái đường để mình vẽ cái lớp vải địa vào. Đây nè, từ đây qua đây là một lớp vải địa. Được chưa? Từ đây qua đây là một lớp gì? Vải địa. Vậy thì mỗi cái này cách nhau là nhiêu? Đây là 5 mét, này chia là mấy? Từ đây là 5 nè. Vì đây là như vậy mỗi đợt là đắp mét đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mà cái đoạn cuối này á, đoạn cuối và đoạn đầu này mình trừ cộng lại thành một lớp. Được chưa? Này nè, đoạn cuối đoạn đầu là cộng một lớp đây, vậy là 1. Này là 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7. 500 chia 7 là nhiêu? 5.000 chia 7. 0.7, 7.749, đúng rồi. Như vậy thì mình cũng là 0.9. Được chưa? Trước tiên là đây là 5 mét trước đúng không?
như vậy là 0.7, nhưng mà nãy mình nói ở trên lớp bay là 200, vậy này offset đầu tiên là 0.mấy, 0.5, cái này offset là 0.mấy, 0.7, mà mình phải làm minh ti. Được chưa? Trên này là cái lớp lớp bay hoàn thiện là 200 để tạo cái lớp lớp nền nè. Đó, như vậy là chúng ta đã xong được cái việc gì? Tạo ra trong Lasix cái đường này nè là cái đường hiện trạng. Cái đường này là cái đường hoàn thành. Cái đường dưới này nè là đường hoàn thành. Được chưa? Rồi, ở dưới này nó sẽ có lớp xi măng đắt, thì mình đang làm phương án mô hình là phương án 1 là hai cái nền này thành nền tương đương. Ví dụ như giờ anh không làm xi măng đắt, anh lại làm là cừ tràm. Đúng không? Anh làm cừ tràm thì cái lớp cừ tràm 4m thôi nó là cái lớp này. Vì anh sẽ gắn cái vật liệu tương đương chỗ cừ tràm vô đây. Được chưa? Có nghĩa là đây là bài kè, là bài kè nói chung. Thì mình đang làm phương án là xi măng đắt thì mình làm thôi. Nhưng mà cái cách làm á, khi mà nếu nó không phải là xi măng đắt, nó là một cái gì đó khác, thì chúng ta cũng vận dụng như vậy. Được chưa? Như vậy thì chỗ này nó cần cái đường này hay không? Do lớp xi măng đắt, cái phương án của tôi đang làm là nó lên đến đây luôn nè. Đúng không? Nên lớp này tôi phải thay đổi một lần, lớp này thay đổi này, đúng không? Thay đổi một lần. Nền tương đương ở đây á là một loại tương đương. Ở đây là một loại tương đương, ở đây là một loại tương đương. Tại sao nó có ba loại tương đương? Tại vì á, xi măng đắt nó qua lớp này thì anh này với anh này gộp lại thành một cái tương đương A. Anh này gộp lại tương đương B, anh này gộp lại tương đương C. Hiểu không? Còn một cách nữa là mà ông làm xi măng đắt đúng không? Thì ông vẽ cái cục xi măng đắt vô đi. Đó, thì mình cũng vẽ vô. Không, xi măng đất là phần tử đất, nó là đất mà, nó đâu có chịu uốn kéo gì đâu. Hiểu tôi nói không? Có nghĩa là ở trên đây này người ta làm hai bài toán chỗ Lasix nè. Bài toán thứ nhất là hai cục này tương đương, thấy ba màu khác nhau không? Rồi, bài toán thứ hai là vẽ cái lớp xi măng đất vô. Thì đất nào, cái nào là xi măng đất thì lấy thông số xi măng đất, cái nào là tương đương thì lấy cái nền tương đương. Được chưa? Đây, ví dụ như là người ta làm hai mô hình thì cái mô hình mà tương đương á thì chuyển vị ngang á, mô hình 1 nha, độ lún trong quá trình thi công, độ lún sau 15 năm. Thì một cái là 124, cái là 122, cái là 54, cái là 38. Đúng không? Cũng không nhiều lắm. Một cái là khi lún cố kết 15 năm thì một cái là 209, một cái là 233. Nhưng mà chuyển vị ngang nè nha, tương đương thì ít hơn, trong khi này là cái gì? Nhiều hơn. Ví dụ chưa chạy á là mình sẽ nghĩ là cái thằng này nó sẽ tốt hơn, thằng này nó sẽ yếu hơn. Còn khi mà chạy thì nó lại khác. Được chưa? Nhưng mà cái thằng này nó tùy theo trường hợp. Ví dụ như là bố trí như vậy á thì mình mô hình cái cọc xi măng đắt vô là nó ổn. Còn mà đâu bố trí so le như vậy á thì mô hình cọc xi măng đắt vô là nó cũng không được ổn lắm. Hiểu tôi nói không? Tại mình cắt có 1m à, mà chỗ này nó có, chỗ kia nó không. Mà nếu mình vẽ qua như vậy nè là nó quá ít, đúng không? Mà vẽ như vậy thì nó lại quá dày. Nắm được không? Nên á là mô hình tương đương thì mình nên làm. Tại vì sao? Mình nếu cái cách làm tương đương nó sẽ giúp cho mình làm được, ví dụ không làm xi măng đắt, mình làm cái khác. Được chưa? Còn á, anh chị lại đặt thêm câu hỏi đó là phương án 1 làm sao khi có hai cọc?
Đây, phương án 1 làm sao nếu mà nó có cây cọc thì khi nó có cái cọc này thì anh chị đặt ra câu hỏi là anh chị muốn cái cọc này chịu gì, đúng không? Nếu cái cọc này mình không muốn ảnh hưởng đến bài toán, mình không muốn xét nó trong bài toán chống trượt thì mình cho nó anh chơi nha. Nhưng mà anh chơi thì nó lại rơi vào vấn đề là nó sẽ không, nó không có làm được cái việc đó là gì, là nó chỉ điểm đầu điểm cuối thôi. Lực từ đây nó truyền xuống điểm mũi của nó chịu, lực từ đây nó truyền xuống điểm mũi nó gì, nó chịu, nó không tham gia lực chung ma sát các lớp đất xung quanh, đúng không? Rồi nếu mà dùng hành tử plate á thì nó sẽ tham gia luôn, chịu uốn, nó giống như là một cái tường nhỏ, như mình phải quy đổi module quy đổi quy đổi ơi tương đương. Nhưng nhớ là vẽ cọc này đừng bao giờ vẽ cái interface vô đây. Interface là tự nhiên tạo biên cách nước nữa, là tạo ra tường trắng này nữa là sai, được chưa? Như vậy thì bây giờ còn thêm nữa là mình dùng phần tử Revit. Revit thì nó sẽ tham gia cùng với nền, nhưng mà nó không chịu gì, không chịu kéo mà không chịu gì, không chịu uống, hiểu tôi nói không? Và không có interface nha, có nghĩa là những cái phần tử này ở Lasix nó không quy định nó là cái gì hà cả. Lúc thì anh muốn nó là vải đề kỹ thuật thì anh vẽ nó vô, lúc anh muốn nó là cây cọc thì anh vẽ nó vô. Quan trọng là anh muốn là gì, anh vô cái phần tử đó nó có thông số gì, và mình muốn cái phần tử mình đang dùng nó để thay thế đó, mình xét cái gì mình đưa nó vào, được chưa? Rồi như vậy thì chúng ta vẽ xong cái bước này, đúng không? Xóa những cái gì đó, xóa những cái không cần thiết đi, và nói những cái đường nó lại để thành một hình thống nhất. Được chưa? Rồi mình dùng lệnh là gì? Rồi B2 Blacksheet quét nó vào đây, cho nó ra desktop. Cái này mình gọi nó là gì? Kè. Kè 1. Ké. Ké là import không vô đâu. Classic rồi. Đây. Được chưa? Kè. Nha. Rồi, mình chỉ cần vô đây file import Reo tìm đâu? Desktop Blacksheet kè. Được chưa? Cái góc tọa độ đây, đây là những cái hình của mình cần mô hình. Thấm được. Đó. Như vậy thì từng cái anh này nè, từng cái lớp điểm này mình phải có cái gì đây? Ở đây nó sẽ có một cái rail grid. Bạn bỏ wheel nap to grid đi để dễ bắt điểm ha. Ở đây một cái gì đó. Rail grid. Đây một cái gì? Rail grid. Không quan trọng về chiều đâu. Cùng một chiều thôi. Thường là nên lấy từ trái qua trái phải. Nên vẽ cùng một chiều, ví dụ ở trên đây anh lại 7-8 nên anh quất ngược lại thì hồi lực nó đã đổi giống. Nhưng mà kéo nó cũng là dương, nén nó là âm. Rồi xung quanh đây nó cũng có rail grid. Được chưa? Rail grid. Rail grid này mình phải coi là phương án là nó có nằm kín hết không. Được chưa? Nó bọc qua luôn cái lớp đó học ngoài.
mình quên vẽ lớp đó học à. Nghe là lúc hoàn thiện xong là nó lại có thêm cái lớp đó học này thì thôi rồi ok. Đơn giản hóa vấn đề là cái mặt này là lại cái gì đây, từ từ cái mặt này bọc vải đề kỹ thuật được chưa, rồi thôi đến đây được rồi. Nếu thích thì anh gì ngoằn lên để kết đi ngược lại hả, cả băng để thì đóng rồi không để đi bài biên là nó mọc thì cũng được. Ừ thì cũng được, liên kết nó thành một khối. Có gì chứ? Ý là bọc, bọc cái kia kia bọc từ xuống cái lơ. Cái lơ đó là như vậy. Chỗ nào? Cái lơ đó. Đó là bọc vào đây. Đây, nè, cái lớp bọc vải đè là nó bọc này dưới này nè. Nó bọc ngược lại. À ý là nguyên này luôn hả? Dạ. Không, không. Nó là bọc lớp dưới thôi mà. Dưới này nó tầng là để gì, tầng lọc để nó thấm nước, nhưng bọc trong này sao được đúng không đó. Rồi được chưa, rồi nha. Như vậy thì ở chỗ này á là cái rerid của mình đó, nó mới hiệu quả khi mà nó làm gì, nó liên kết vô một cái khối. Ví dụ như đây tôi muốn nó liên kết, liên kết vô đây luôn, được chưa? Rồi. Nhưng mà quan trọng là cái chỗ này nè, nó có liên kết vô hay không? Đây nó bọc, ha, nó gom lại đây nè, thành thế. Mặt này thì gần như là đều có bọc, tấm lọc nước nè. Được rồi. Không, cái thằng này là cái neo. Neo là nó từng cộng. Cái rail rít này là để cho thằng neo. Còn rail rít mà bọc này nè là để bảo vệ cả cái hệ này, là ngăn nước tạo mặt phẳng, đúng chưa? Đó thì quan trọng là mình có muốn cho nó bọc ở trên này hay không. Đây là lớp neo gia cường. Rồi. Thích thì mình quất một cái biên nha, một biên rerid trên đây nữa để liên kết cả năm cái tấm này lại thì cũng được. Mình lấy cái nào khác thì không lấy, tức là như vậy đặt cả bài giờ mình có lấy trở về nào. Nếu khi mình cho một đường bài giờ từ dưới lên trên á thì nó có liên kết, nó tạo thành một cái đường chịu kéo chung. Bài đường kia nó sẽ lấy trở về đường kia. Ừ. Tức là trong bài này thì đang dùng cái phải cái hai cho cái neo. Một cái là neo, một cái là để bọc derit là vải. Hiểu thấy không? Anh này là neo trong đất. Anh này là vải địa. Đúng rồi, cái nào cũng chịu kéo thôi. Được chưa? Nhưng mà giả sử 10 lần đó là người ta sẽ cuộn một lớp vải địa sau đó. Ừ. Sử một lớp tất nó sẽ cuộn một lớp vải địa. Không cứu luôn, chỉ là một lớp neo thôi mà. Để tôi kêu gửi cái hình cái neo qua rồi buổi sau mình học tiếp nha. Tạm thời thì giờ tôi sẽ gửi lên cái file cát này. Anh chị em bút vô nha, buổi sau mình ôi cái bài này thấy gì chứ mình phải đi phân tích thông số từng cái ha. Giờ có CU rồi mình phải dùng CU làm sao, lấy ơ thế nào. Rồi cái lớp tương đương này tính làm sao thì phải dạy thêm chút về xi măng đất nữa. Được chưa? Cái xi măng đất này á không phải dùng cho kè nha. Dạy cái bài này lấy xi măng đất, nhưng là cũng là dạy xi măng đất cho nền, mấy cái nền nhà xưởng á. Ở xi măng đất nền nhà xưởng người ta gia cố xi măng đất bên dưới đó. Ví dụ như ở trên gạch chế ở trên đây Suối Tiên mà lên chút nữa, người ta thường làm những cái chỗ tập kết container á, cảng á. Thì người ta chỗ đó lại gần cầu Đồng Nai, đất nó là đất yếu, khoảng 7-8 mét đất yếu,
Như vậy thì làm cái gì giờ? Làm xi măng đất. Nguyên cái khu mà Samsung quận 9 nè, toàn bộ là xi măng đất. Nền xưởng á, 7-8 mét đất bùn thì nó làm cái gì? Nó làm xi măng đất. Được chưa? Thay vì cọc. Rồi. Tại vì xi măng đất á, mà 7-8 mét thì nó rất là hiệu quả, kinh tế nó cao. Còn cọc 30 mét bây giờ nó lơ lửng trong bùn, nó lại không hiệu quả. Nên tùy chỗ nên mình nên làm xi măng đất hay làm cọc. Ví dụ như chỗ này nè, cái chỗ này mà do cái lớp này tốt này cũng phải 30 mét. Nên cái thằng này nó đặt ra, nó tự đặt câu hỏi là cái xi măng đất 30 mét có hiệu quả hay không. Hiểu tôi nói không? Rồi rồi, bây giờ tạm thời là vậy, mình lưu cái file này lại. Máy tính thì có thể phải cho nó ngồi đây để nó scan. Nha. Cái bài này á, nó không chỉ là một bài làm mà nó có rất nhiều cái phân tích trong đây. Thứ nhất là bài toán đắp đất. Đắp đất thì nó mới là ren với anh ren, đúng không? Đó nên mình phải nhập CV như thế nào, có thí nghiệm nén mô dục mình gắn vô nó làm sao, nắm được không? Nên nó là bài kè, nhưng mà cái gì, nhưng mà nó có rất là nhiều cái liên quan đến gì, đến cái kết cấu công trình của chúng ta làm nha. Rồi xong.